Sự quan tâm của dư luận tới khối bất động sản lớn của gia đình ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái là điều dễ hiểu. Đặc biệt sau khi thanh tra chính phủ vào cuộc thì đã có khá nhiều các nhà báo ở các cơ quan báo chí khác nhau về Yên Bái để tìm hiểu và đăng tin, đăng tải thông tin. Tuy nhiên thì trong lần tác nghiệp này, các phóng viên, trong đó có phóng viên VTC, đã vấp phải sự cản trở của một số đối tượng không rõ danh tính. Đây là những hình ảnh thường gặp những ngày qua tại Yên Bái. Cứ khi nào có xe tác nghiệp báo chí, lập tức có những đối tượng không rõ danh tính chặn đầu xe, hăm dọa. Để tìm hiểu đa chiều những thông tin mà dư luận đang quan tâm, chúng tôi cần tiếp cận một cách gần nhất hiện trường của từng vụ việc. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại Yên Bái, việc đưa thông tin hình ảnh một cách khách quan nhất là điều không phải dễ. Các phóng viên cũng bày tỏ nguyện vọng chính quyền tỉnh Yên Bái cũng cần vào cuộc để xác minh các đối tượng này khi có hành vi cản trở tác nghiệp, đồng thời hỗ trợ các cơ quan báo chí tác nghiệp thuận lợi đăng tải những thông tin thực sự khách quan.